Hiện nay, thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi, phức tạp khi nhiều đối tượng sử dụng Internet và mạng xã hội, đòi hỏi lực lượng chức năng phải nỗ lực và quyết tâm cùng sự chung tay của người dân để đẩy lùi nạn mua bán người, ghi nhận tại Sơn La. 20 tuổi, nạn nhân này là một trong số ít những cô gái trẻ bị lừa bán sang bên kia biên giới, may mắn trốn thoát về nhà. Cách đây hơn 4 năm, chị bị một người quen rủ rê sang nước ngoài làm việc và lừa bán cho hai người đàn ông với giá tương đương gần 20 triệu đồng tiền Việt Nam. Là một tỉnh giáp biên, thời gian qua hoạt động của tội phạm mua bán người ở khu vực biên giới Sơn La diễn biến phức tạp. Thành phần đối tượng phạm tội đa dạng, có sự cấu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Hình thành đường dây mua bán người xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn mới thông qua mạng xã hội để rủ rê lôi kéo nạn nhân. Sử dụng cái mạng xã hội Facebook, Zalo, sau đó kết nối qua mạng xã hội thì đưa ra những cái hình ảnh, những cái điều kiện nó cuộc sống vật chất nó có điều kiện hơn so với địa phương nơi mình sinh sống. 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã phát hiện điều tra 33 vụ, 75 đối tượng phạm tội mua bán người. Hiện Bộ Công an đã và đang phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ ban ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong chương trình phòng chống mua bán người của chính phủ, đặc biệt nâng cao tuyên truyền và phòng ngừa ngay từ cơ sở. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Thứ hai, là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người. Năng lực cho đội ngũ cán bộ hội để họ có thể làm tốt hơn cái chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ ngay từ khi mà có những cái dấu hiệu hoặc là có cái vụ việc vi phạm thì chúng ta có thể phát hiện sớm. Bên cạnh đó thì các cái hoạt động phòng ngừa cũng sẽ được triển khai ngay tại cơ sở. Dù may mắn được trở về quê, nhưng có lẽ nỗi ám ảnh vì việc bị mua bán sẽ còn kéo dài đối với những nạn nhân. Do đó, việc ngăn chặn từng bước đẩy lùi nạn mua bán người là rất cần thiết để đem lại cuộc sống hạnh phúc và bình yên cho nhân dân.